Chào các bạn đã đến với kênh UpDesign. Trong ngày hôm nay, ta sẽ tìm hiểu về khái niệm đối tượng cũng như cách sắp xếp đối tượng trong một bản vẽ của Illustrator. Vậy đối tượng là gì? Thì mỗi những cái hình mà các bạn vẽ, nó là một đối tượng bạn nhé. Những hình cơ bản này là khi mà ta vẽ ra, nó sẽ là một cái đối tượng. Ví dụ tôi vẽ hình này, nó chính là đối tượng đấy bạn. Tô màu cho đối tượng, hình sao. Đấy, nó là đối tượng. Những cái hình vẽ hình đường path này cũng là một đối tượng. Đấy, tôi vẽ một đường path này cũng là một đối tượng mà nhé. Đấy. Okay, tôi set. Rồi chữ viết cũng là một đối tượng. Đầu tiên là đối tượng, chúng ta đã biết về thế nào là đối tượng rồi. Và bản thân thứ hai là tại sao phải sắp xếp đối tượng, vì nguyên lý là một hình vẽ có thể tạo ra nhiều đối tượng. Ví dụ như hình này, tôi tạo ra bởi 3 đối tượng. Đây, một hình tròn, một hình vẽ hình bông hoa và một hình vẽ hình ngôi sao, sao đa dạng. Đấy, ví dụ như thế. Đấy, một hình này tôi được lấy từ 4 đối tượng. Đấy, tôi sẽ Ctrl Z lại cho nó hiện lại các bạn nhé. Đấy, thì cái phần mềm Illustrator, những cái đối tượng nào lên trước sẽ nằm dưới. Ví dụ tôi vẽ đối tượng 1. Đây, đối tượng vẽ sau sẽ nằm trên đối tượng mà vẽ trước đấy. Tôi sẽ tô màu cho nó để sự khác biệt. Đấy, bây giờ tôi sẽ lấy một cái màu tô khác đi, màu xanh, màu hồng này chẳng hạn. Và tôi lấy đối tượng hình ngôi sao, tôi vẽ. Đấy. Xin lỗi, lấy lại cái hình màu xanh đấy. Rồi, ok. Đấy, thì nó sẽ chồng lấn lên nhau các bạn nhé. Thế, thì trong cái quá trình thiết kế thì chúng ta có thể thiết kế nhiều đối tượng và chúng ta sắp xếp lại các vị trí của nó nằm trên, nằm dưới, làm sao mà để được như cái hình mong muốn. Ví dụ như đối tượng này mà tôi lại để lên nó nằm trên, nó sẽ nhầm. Object like Arrange và Bring Fun thì nó sẽ che hết các hình ở phía dưới các bạn nhé. Việc sắp xếp các đối tượng, để đối tượng nào lên trên, để đối tượng nào xuống dưới là việc mà chúng ta vẫn thường làm trong quá trình thiết kế các bản vẽ bằng Illustrator. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cái công cụ sắp xếp đối tượng trong Illustrator các bạn nhé. Tôi sẽ làm ví dụ ở trên cái này cho các bạn nhìn thấy rõ. Lớp 4 này là lớp nằm trên cùng. Sau khi mà tôi lấy lớp 4 tôi di đâu là nó che các lớp dưới hết, che các đối tượng của phía dưới. Đấy. Đối tượng 3 thì là lớp thuộc lớp 3 thì nó nằm trên lớp 1 và lớp 2, nhưng nó không nằm trên lớp 4 nhé. Ta di ra đây, nó có không che được lớp 4 nhé các bạn nhé. Đấy. Với một cái lớp mà ở dưới cùng này mà ta muốn cho nó lên trên cùng thì trong object chọn Arrange và Bring to Fun, Shift Ctrl hoặc vuông bên trái, kích vào một cái nó lên trên đầu. Muốn chuyển nó xuống phía dưới cùng thì ta vào Arrange, Send to Back, nó xuống dưới cùng đi nhé các bạn nhé. Nếu mà muốn chuyển lớp 1 này lên trên lớp 2 mà vẫn dưới lớp 3, lớp 4 thì trong này ta có lệnh Object Arrange và Bring Forward nhé. Nó có phím tắt là Ctrl và cộng với cái mũi ngoặc vuông hướng về bên trái nhé các bạn. Đấy, các bạn thấy chuyển lên chưa? Thêm một lần nữa. Chuyển lên chưa? Thêm một lần nữa. Chuyển lên chưa? Đấy, bây giờ tôi dịch lại nhé. Tôi ấn Ctrl và mũi hướng bên vuông hướng về bên trái. Một lần, nó ở trên lớp 2, vẫn dưới lớp 3, lớp 4. Tiếp tôi cho nó tiến lên bước, vẫn ở lớp 4 và dưới lớp 3, lớp 2. Và bây giờ thì nó ở trên cùng. Vì nó to hơn, nó che tất cả các lớp phía dưới. Ngược lại. Ngược lại. Ngược lại, để mà cho nó xuống dưới cùng. Ví dụ như Object Arrange thì nó có Send Backward. Backward nghĩa là chỉ xuống một nấc thôi bạn nhé. Xuống một nấc. Ví dụ Send to Back là xuống dưới cùng, còn Send Backward là xuống một nấc so với cái đối tượng mà ngay áp sát nó. Ví dụ lớp 3 đây, tôi ấn phím Ctrl và mũi tên và ngọc vuông ở hướng bên tay phải. Một lần, nó xuống dưới lớp 2 rồi bạn nhé. Đây này, thấy chưa? Lớp 2 nó to hơn, nó che xuống. Đấy. Bây giờ vẫn ở lớp 3, tôi ấn Ctrl và mũi tên đấy một lần. Đấy, nó xuống dưới lớp 1 rồi bạn nhé. Đấy, nó nằm dưới này. Đấy. Tương tự thế thôi. Tôi để ra đây các bạn nhìn này.
ấn Ctrl xuống dưới lớp, xuống một lớp nữa, xuống một lớp nữa. À các bạn nhìn thấy chưa? Nó lên này, lên một lớp xong với lớp xanh, lên một lớp xong với hồng và lên một lớp xong với lớp vàng. Đấy. Đấy là cái lệnh bring nhá. Thì các bạn vào đây object arrange là sắp xếp đối tượng nằm trên nằm dưới nhá. Bring fun nằm trên cùng, send to back nằm dưới cùng, lên trên một lớp, xuống dưới một lớp. Ok nhá. Đấy, các bạn đã hiểu về sắp xếp đối tượng trên xuống rồi đấy. Thì là như thế. Sau khi mà chúng ta tìm hiểu về lệnh căn chỉnh đối tượng theo lớp nhé, trên dưới, trên xuống, theo lớp trên xuống, thì bây giờ ta sẽ tìm hiểu cái thứ hai là cái bảng align các bạn nhé. Ví dụ tôi có một nhóm đối tượng như này, ở đây nó có rất nhiều đối tượng nhé các bạn nhé, hai hình vuông, một hình vuông màu hồng và một hình vuông màu xanh, một hình vuông màu hồng, một hình vuông màu xanh, đấy, nó có thể nằm trên nằm dưới nhau, nhưng bây giờ tôi muốn sắp xếp làm sao nó, đây là một dạng sắp xếp theo trục tọa độ bạn nhé, XY, thì công cụ UtilLux cung cấp cho ta cái bảng Align đây, Align đây bạn nhé, hoặc các bạn vào Windows chọn bảng Align nó cũng hiện như y hệt như này thôi. Đấy, chúng ta nhìn 6 dạng, 12 dạng căn chỉnh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, thì đây cũng có 2, 4, 2, 3, 6, dưới 12 cái. Thì cái lệnh này là căn để giống theo hàng trục Y bạn nhé. Trục Y, kích vào, các bạn nhìn này. Đấy, chọn tượng căn. Đấy, tất cả các map của nó đều nằm đây các bạn nhé. Đấy, lệnh này là căn giống theo tâm. Cái này rất phù hợp để thí tại chúng ta sắp xếp tâm cho nó dễ. Đấy, căn dòng theo tâm. Tôi xóa cái này đi. Căn dòng theo tâm nhé, kích vào. Đấy, chúng nó đồng tâm. Đồng tâm theo trục tung các bạn nhé. Đấy, đồng tâm theo trục tung. Đấy, nghĩa là cái tâm của các hình này nó sẽ nằm trên một đường thẳng với trục tung các bạn nhé. Trục Y đấy. Trục Y đây, trục X là trục ngang. Cái này là căn theo lề bên tay phải nhé các bạn nhé, kích vào đấy. Tất cả cái lề map là bên tay phải. Cái này là căn theo cái map trên. Map trên đây bạn nhé. Đấy, cái nào cao nhất thì nó sẽ lên trên đấy. Ví dụ đấy, tôi kích vào. Đấy, chúng nó dịch lên này. Căn theo map, chúng nó thẳng hàng với nhau. Đấy. Cái này là căn đồng tâm theo trục trục X bạn nhé. Đấy, đây các hình của nó đồng tâm này. Đây là nó sẽ nằm trên một đường thẳng đấy bạn nhé. Đấy, thấy không? Tôi dịch ra để các bạn nhìn thẳng. Kết hợp hai cái lệnh đồng tâm này, một trục XY, chúng ta sẽ thấy nó cái gì xảy ra. Kích phải chuột, ta kích con này, đồng tâm theo trục trục Y và đồng tâm theo trục X. Ok, là nó sẽ ra hình này. Càng tôn dạ, tôi sẽ để mỗi nơi một tí để cho các bạn hình dung ra. Đấy, ví dụ như này, tôi quét chọn như này, chọn bốn đối tượng đồng tâm theo trục Y và đồng tâm theo trục X. Đấy, chúng ta đã sắp xếp được rồi. Thay bằng là chúng ta lại cũng phải chỉnh sửa từng tí một. Tiếp tục các bạn nhé. Cái nhóm công cụ ở dưới là căn đối tượng theo khoảng, để căn theo cái khoảng cách nhé. Tôi sẽ vẽ ra hình thì các bạn sẽ không sử dụng cái hình cũ, bởi vì nó không cùng đồng dạng mà các bạn có hình dung ra. Ví dụ tôi vẽ một hình như này. Tiếp. Một hình như này. Tiếp như này. Tiếp như này. Rồi, ok. Tôi di chuyển cái hình này. Ví dụ như cái lệnh này là căn cái khoảng cách mà chia đều giữa các đối tượng nhé. Chia đều giữa các đối tượng theo trục X này. Đấy, các bạn thấy khoảng cách từ đây, khoảng cách từ đây, khoảng cách từ đây là nó giống nhau. Rồi, tâm đây. Đây, các khoảng này, khoảng này, khoảng này là nó bằng nhau, sắp xếp đều các bạn nhé. Cái lệnh đầu tiên này là lệnh để căn làm sao cho các khoảng, ví dụ từ đây cái map trên này xuống map này một khoảng, từ map này xuống map này một khoảng, nó không bằng nhau các bạn nhé. Ví dụ map trên đây, đây các map này nó không bằng nhau. Đấy, ví dụ thế. Đấy, thì cái lệnh này nó sẽ giải quyết cho ta được các map sắp xếp lần lượt từ trên dưới nó bằng nhau. Đây, đây chính là lệnh này. Đây nhá các bạn nhá. Đấy, ta chọn
Rồi, bây giờ tôi sẽ kéo cho các bạn thấy. Đấy. Khoảng cách các mép trên nó chia đều nhau. Đấy, các bạn thấy chưa? Thấy nó đều nhau không? Đấy nhá. Đấy là sắp xếp các mép trên để cho nó bằng nhau. Đấy, chia ra các khoảng bằng nhau. Chia ra các khoảng bằng nhau các bạn nhé. Đấy. Tương tự với cái lệnh đấy thì lệnh bên này sắp xếp hàng ngang này thôi. Là cũng để sắp xếp các mép sang phía bên trái bằng nhau. Tôi xóa đi đã. Sắp xếp mà để cho các... Đây, các bạn nhìn này. Đấy, khoảng cách của nó bằng nhau. Đấy, các bạn nhá. Đấy, nhưng mà tính theo mép. Tính theo mép này này. Đấy, tính theo các mép này này. Đấy, còn cái này. Còn bây giờ tôi lại dịch cho anh như này. Ok, xin lỗi. Tôi chọn cái tính khoảng cách này. Đấy, thì là đều từ tâm nhé các bạn nhé. Đây là tôi sẽ gióng cho anh các bạn. Từ tâm. Đấy, nó chia thành những khoảng đều nhau. Đấy, những khoảng này đều nhau nha bạn nhé. Đấy. Tôi xóa các đường gai đi. Rồi, cái này cũng thế, sắp xếp đều từ tâm mà theo hàng dọc, hàng trục hoạch x nhé các bạn nhé. Đấy, các khoảng có đều từ tâm này, đấy, bằng nhau. Tầm đâu, đấy, tầm đây. Khi mà gần đến tâm nó sẽ hiện ra nút center này bạn này. Đấy, nó chia các đều của nhau tính từ tâm. Nó là sắp xếp các gióng, các khối tượng theo các hình trong cùng nhóm thôi. Ví dụ cùng nhóm này sắp xếp trên dưới theo theo mép trên. Căn cách đều theo mép dưới, căn cách đều theo mép trên, căn cách đều theo mép bên trái, căn cách đều theo mép bên phải, căn cách đều theo tâm tính theo tâm ở phần trục x, trục hoành, tính theo tâm ở phần trục y nha các bạn nhé, để nó kéo giãn. Đấy, đấy là ba cái sáu cái nhóm đối tượng này. Đấy, kết quả đấy. Đấy, tự chia bạn nhé. Ok rồi, tuy nhiên các bạn lưu ý thêm nhé, như tôi đã hướng dẫn các bạn ở trong các phần mà đầu những cái bài học đầu tiên ý, thì đối với nhóm ở đối với các bảng mà nó có cái mũi tên như này đấy, thì các bạn phải tìm hiểu là các công cụ nó có thể ẩn hoặc hiện, để ẩn hiện các công cụ nhé. Đấy, tôi sẽ kích vào để cho các bạn nhìn. Đấy, nó thu lại mở. Đây, đây lại còn nhóm công cụ phía dưới. Chúng ta lúc ấy chỉ nhìn được tính này thôi đúng không? Đấy, nhưng thật ra là không phải, nó còn phía dưới. Đây là căn chỉnh đối tượng theo spec bạn nhé. Đấy, căn chỉnh đối tượng theo horizon spec. Đấy, khác nhau. Như này, ví dụ căn chỉnh theo mép trên mà tôi để cái align to này theo align to selection thì nó căn chỉnh kiểu khác nhé. Ví dụ như align selection là căn chỉnh đối tượng theo cái nhóm chọn lựa bạn nhé. Đấy, align to selection. Đấy, tôi căn chỉnh theo nhóm chọn lựa, ví dụ tôi căn phía trên. Ok, nó là như này. Nhưng nếu mà đấy là nó tính theo cái nhóm này thôi, còn nếu mà tôi để căn chỉnh đối tượng theo bảng vẽ nhé, align to adpot và tôi kích vào cái lệnh này mép trên, các bạn sẽ thấy khác nhé. Đấy, nó theo mép. Do vậy trong quá trình căn chỉnh bạn cần phải chú ý các option của nó. Điều này sẽ giúp cho chúng ta là có được cái căn chỉnh mà nó phù hợp với mong muốn hơn. Khi mà bạn căn chỉnh mà thấy nó không đúng với ý của mình thì bạn phải lưu ý đến những cái option mà tôi đã gọi là hướng dẫn các bạn. Các bạn xem kênh của tôi nếu thấy hữu ích, rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký kênh để cho có nhiều người theo dõi thì kênh sẽ ngày một phát triển. Bên cạnh đó các bạn hãy ấn vào nút biểu tượng hình cái chuông để khi mà có những video mới được tôi update lên các bạn có thể theo dõi được ngay. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.